chào mọi người. Hôm nay là Halloween. Con và các em sẽ đi thay đồ hóa trang để đi xem kiểu trick or treat đó. Giờ mọi người đợi con chút xíu là con đi thay đồ ra. Xin nhân Leo, mình đi nha. Dạ. Lên đường. Trick or treat. Happy Halloween. Mấy bạn nhỏ sang nhà bà hàng xóm trước. Bà rất là yêu ba bạn nhỏ. Trước khi mà cả nhà ghé sang thì bà đã sang nhà gõ cửa và đã tặng ba bịch kẹo rồi. Huy thấy vậy mới nói là chút nữa sẽ dẫn ba em bé qua. Bà gần 90 tuổi nhưng ở đây chỉ có một mình thôi đó mọi người. Con đi đâu vậy? Vì cũng khá là lạnh nên nhà mình đi theo kiểu là nhảy lên xe, chạy đến chỗ nào mà có nhà cho kẹo thì lại nhảy xuống. Càng về tối tối thì sẽ
chưa tìm được cho nên là chưa thấy có subscribe. Chị hai đi đằng trước tiên phong đó, nên là có bạn có bè.